Rồi, chào anh em đam mê máy cày nhá. Nay cuối năm lên anh em chi tiết em Mitsuki TA325 này. Con này là số cơ bên điền nha anh em. Số cơ bên điền nha. Lốp trước gai còn khá cao, nắp capo rồi. Em tháo ra để quay máy móc cho các bác xem luôn. Con này chạy 1.300 giờ cho anh em. Máy móc động cơ là Isuzu Vectric. Nguyên zin hết nha anh em. Máy bái thì anh em cứ yên tâm về máy móc rồi. Máy số thì yên tâm zin hết, không có lỗi gì hết nha anh em. Ba con này cabin cửa kính nha anh em, nhưng không có máy lạnh đâu nhá. Có gạt mưa, gạt đồ, gương chiếu hậu rin của nó vẫn còn này. Lốp sau thì vẫn đang đi lốp rin. Lốp rin thì nó hơi răng. Dòng lốp Nhật về thì hầu như con nào nó cũng thế ra nha em á. Đèn đó mọi thứ của nó là còn nguyên zin hết nha anh em. Kính sau này là mở được này. Con này phay nó giờ là phay cơ nha anh em. Ben chỉ có con này ben là vẫn ben điền thôi này. Anh em là muốn chuyển cơ thì em chuyển cơ qua cho. Số cơ nhưng mà là ben điền nha anh em. Vì đời cao của dòng TA là toàn ben điền hết á. Đây, nắp capo. Con này là ben là vẫn xài ben điền nha anh em. Ghế rin vẫn còn đẹp keng. Đồng hồ 1.000 lên nét này đó. 1.389 giờ nha anh em. Báo giờ bao nước, bao nhiệt thì còn đầy đủ hết nha. Tua máy vẫn còn lên tới tận 30 nha anh em. À, tua máy bình thường kéo đạp ga nó vẫn lên tới tận 30. Bãi thì anh em cứ yên tâm về chất lượng rồi, để em test một vòng chạy cho anh em xem luôn nhá. Để ra đi. Đây nha, để test một vòng cho anh em nha. Rồi tới đi. Đề bá số 2, số 3 luôn được. Đấy, đạp lên ga to cái là hết khói liền. Ui, máy nghe cực kỳ bóc giò nó nha nè. Phanh phát đứng khử cả hai bánh luôn. Vòng qua đây luôn. Máy cực kỳ bóp. Rồi, anh em nào nhu cầu thì liên hệ em nhé. TA325 nhé, số cơ bên điện. Rồi, được rồi, chạy vào đi em. Chạy vào đi. Xem xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum nhé. Anh em nào đến thì calo cho em. Bác nào xem video mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký ở nút đỏ bên phải với em. Rồi, chào và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhé.